Chống tham nhũng là phải cắt bỏ những cành cây sâu mọt, xem lợi ích của cá nhân, gia đình lớn hơn lợi ích của quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin yêu, gọi là Đảng ta. Bởi lợi ích, mục tiêu của Đảng là lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc. Các đảng viên phải luôn lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân làm lý tưởng phấn đấu. Càng là cán bộ cấp cao lại càng cần giữ gìn phẩm cách, cần kiệm, liêm chính. Ngay từ lễ kết nạp Đảng, một đảng viên đã thề suốt đời phấn đấu hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Điều ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Nhưng thật xót xa, cùng với quá trình đất nước đổi mới đi lên thì một bộ phận cán bộ, đảng viên lại không giữ gìn phẩm cách, nhiễm thói hư tật xấu. Không ít người trong đó có cả cán bộ cấp cao, nói không đi đôi với làm, xem lợi ích của cá nhân, gia đình lớn hơn lợi ích tập thể, quốc gia. Vì dân không còn là mục tiêu của họ, thay vào đó là xa lánh nhân dân, quan liêu, giáo điều, hách dịch. Phai nhạt lý tưởng đương nhiên dẫn đến suy thoái về đạo đức, lối sống và tham nhũng, lãng phí. Thời gian gần đây, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được Đảng ta đẩy mạnh. Nhiều cán bộ đảng viên đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc vì suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Nhiều cán bộ giữ trọng trách còn có những hành vi tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, Đảng ta đã phải thi hành kỷ luật trên 100 cán bộ diện trung ương quản lý. Một số cán bộ đã bị xử lý hình sự, không ít tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang cũng bị bắt giam, phạt tù do vi phạm pháp luật. Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục thi hành kỷ luật một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Yên, Quảng Ngãi, Hà Giang, Gia Lai. Còn tại địa phương, năm 2023, các cơ quan chức năng đã khởi tố mới 763 vụ án, 2.079 bị can về tham nhũng, tăng gần gấp đôi so với năm 2022. Tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở cán bộ đảng viên, trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ. Do đó, việc xử lý nghiêm cán bộ, trong đó có cán bộ cấp cao sai phạm là vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch và uy tín của Đảng, nhà nước, ý nguyện của nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tỉnh táo nhìn sâu vào việc xử lý cán bộ đảng viên vi phạm, không khó để nhận thấy đây là quyết tâm chính trị rất lớn nhằm xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ cán bộ của Đảng hiện nay. Công cuộc ấy đang diễn ra hết sức quyết liệt, mạnh mẽ và chưa từng có. Không chỉ trong phạm vi Đảng, trong mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức Đảng các cấp, công cuộc đó có phạm vi rộng lớn hơn trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, với sự đồng thuận cao trong xã hội. Không chỉ chống lại những thứ đã cũ kỹ, hư hỏng, mà đó còn nhằm giữ gìn những thứ mới mẻ, tốt tươi, giữ đạo đức cách mạng và trọng trách của mỗi cán bộ, đảng viên, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng. Chính vì lẽ ấy, đây là cuộc đấu tranh mang tính chất sinh tử, sự tồn vong của chế độ. Quyết tâm chính trị ấy, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ, việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng. Nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch vững mạnh và uy tín của Đảng, nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm. Thế nên kỷ luật một vài người để cứu muôn người, và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, theo tinh thần Bác Hồ đã dạy, cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây. Huyện Bình Chánh bị dân kiện vì từ chối nhận hồ sơ xin tách thửa. Thưa quý vị và các bạn, mới đây ông Phạm Lê Tuấn Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh kiện Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh ra tòa vì không chịu tiếp nhận hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đất của ông. Ông Nghĩa có thửa đất nông nghiệp diện tích là hơn 5.000m2 tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, do cha ông cho. Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, khu đất của ông Nghĩa phần lớn diện tích thuộc đất ở xây dựng mới và một phần thuộc đất giao thông. Do có nhu cầu tách thửa, bán bớt một phần để giải quyết nhu cầu đời sống và chuyển mục đích một phần diện tích để cất nhà ở, nên tháng 6 năm 2019, ông Nghĩa nộp hồ sơ đến Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh.
Phòng Quản lý Đô thị huyện trả lời do đất của ông Nghĩa không có đăng ký theo kế hoạch sử dụng đất của huyện nên chưa có cơ sở giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất cho ông. Trong năm 2020, ông Nghĩa cũng nhiều lần gửi hồ sơ đến huyện nhưng vẫn chưa được giải quyết. Gần nhất, ngày 29 tháng 12 năm 2023, ông Nghĩa lại tiếp tục đến Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Lần này, ông Nghĩa rất bất ngờ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ chối tiếp nhận hồ sơ với lý do đất của ông Nghĩa là đất quy hoạch, chức năng đất dân cư, xây dựng mới. Để giải quyết, chuyển mục đích phải chờ Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc giả soát, báo cáo đề xuất cho Ủy ban Nhân dân thành phố có hướng dẫn chung. Ông Nghĩa than, trong phiếu từ chối tiếp nhận hồ sơ của huyện, viện dẫn thông báo số 910 ngày 9 tháng 11 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về việc rà soát thủ tục, chuyển mục đích, đồng thời yêu cầu tôi chờ có hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp nhận hồ sơ. Bức xúc trước việc nhiều năm chưa được huyện giải quyết chuyển mục đích, tách thửa và cho rằng huyện từ chối luôn cả việc nhận hồ sơ là không hợp lý, nên ông Nghĩa đã nhờ tòa phân xử. Ông Huỳnh Cao Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh cho hay, do thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đang chờ Ủy ban Nhân dân thành phố hướng dẫn thực hiện chung trên địa bàn thành phố, nên huyện chưa giải quyết hồ sơ cho người dân. Nhưng việc huyện từ chối tiếp nhận hồ sơ gây bức xúc cho người dân thì liệu có đúng không? Ông Cường nói rằng huyện rất quan tâm đến nhu cầu của người dân. Từ năm 2022 đến năm 2023, huyện đã kiến nghị và có đề án xin thí điểm giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất ở để xây dựng nhà ở riêng lẻ với khu vực chức năng quy hoạch dân cư xây dựng mới cho đối tượng khó khăn về nhà ở. Tuy nhiên hiện nay hướng dẫn chuyển mục đích thì Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan ra soát tham mưu. Thành phố có hướng dẫn thì huyện mới tiếp nhận giải quyết hồ sơ được. Nhiều năm qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh rất bức xúc với việc nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa đối với đất dân cư xây dựng mới, đất hỗn hợp bị tắc. Bên cạnh đó, việc tách thửa có hình thành đường giao thông theo quyết định số 60 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng bị đứng hình hơn 3 năm nay. Luật sư Huỳnh Văn Nông, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc Ủy ban Nhân dân huyện từ chối tiếp nhận hồ sơ của ông Nghĩa nói riêng và các trường hợp tương tự khác là không phù hợp. Bởi lẽ về nguyên tắc, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh phải chấp hành chỉ đạo của cơ quan cấp trên và chờ có hướng dẫn thì mới giải quyết hồ sơ, chuyển mục đích cho ông Nghĩa. Tuy nhiên, việc huyện căn cứ vào thông báo chỉ đạo chờ để từ chối tiếp nhận hồ sơ là không có cơ sở pháp lý. Luật sư Nông nói, khi người dân nộp hồ sơ, đúng ra Ủy ban Nhân dân huyện vẫn phải tiếp nhận, sau đó huyện sẽ căn cứ vào việc chưa có quy định hướng dẫn từ thành phố nên chưa có đủ cơ sở giải quyết hồ sơ cho người dân và trả lời cho dân bằng văn bản. Việc ông Nghĩa kiện Ủy ban Nhân dân huyện về hành vi hành chính, từ chối tiếp nhận hồ sơ là phù hợp quy định luật tố tụng hành chính.